quy luật đó là cái tâm trí mình không hiểu từ không, nên khi mà các anh chị tâm trí của mình nó chỉ nắm bắt cái cụm người gọi là cái từ khóa thôi, cái từ khóa trong cái câu nói của mình thôi, y chang như tâm trí của các chị, giống như Google Google các chị lên search Google thường á, là ví dụ như các anh chị là lên Google các anh chị search ha, nó là tôi không có muốn nghèo khó, thử xem, bảo đảm với các anh chị Google nó sẽ hiện ra rất là nhiều những cái tình tình cảnh của cái điều mà các anh chị search ra. Hoặc là mình bảo rằng là tôi không muốn ăn cơm sườn đi, thì mình lên Google mình search xong, bảo đảm với các anh chị là sẽ có rất nhiều quán cơm sườn hiện ra. Google cũng nó bắt từ khóa thôi, Google không hiểu từ không, nên khi mình lên mình search Google mình phải nói thẳng cái điều mình muốn, nói thẳng cái từ khóa mình muốn là cái gì. Thay vì mình nói rằng là mình không có muốn nghèo thì mình hãy nói rằng là sao ạ, tôi là người thành công và giàu có. À, cái điều này là cái điều rất là quan trọng, các anh chị nốt lại để mình biết cách mình giao tiếp với lại chính mình. Các anh chị giao tiếp chính mình rất là quan trọng. Hoặc là sao ạ, hoặc là mình nói rằng là tôi không có muốn bị trễ giờ, tôi không có muốn bị trễ giờ. Nếu mà mình nói mình không muốn bị trễ giờ thì cái chuyện điều gì xảy ra, cái bộ não của mình không có hiểu từ không, nó sẽ loại bỏ từ không và nắm bắt cái từ là trễ giờ. Và nếu mình bảo rằng mình nói rằng mình không muốn trễ giờ có nghĩa là mình muốn trễ giờ, hoặc là sao ạ, nên là mình nói rằng là tôi không thể xử lý hết đống công việc này, tôi không thể xử lý hết công việc này. Nếu mà mình bảo rằng là mình không xử lý hết công việc này thì sao ạ, tiềm thức mưu tưởng đâu là tiềm thức loại bỏ từ không đi và sẽ mang đến nhiều cái công việc cho mình xử lý. Nên là thành ra là, hoặc là cái câu gì đó, tôi không có muốn cái người đó đối xử thô lỗ với tôi không có muốn cái người đó đối xử thô lỗ với tôi không có muốn chồng tôi đối xử thô lỗ với tôi hay gì đó, đúng không ạ? Thì cái tâm trí của mình nha chị, nó cũng loại bỏ từ không đi, mình lại tiếp tục thu hút những cái người thô lỗ đến để đối xử với mình. Anh nghe chị ha, đây là một cái quy luật đó, mà có rất là nhiều anh chị ngoài kia không có hiểu. Thế là mình giao tiếp mà nó không đúng với lại cái tâm trí của mình. Giờ chị ví dụ nha, giờ sẽ cho các anh chị thử nghiệm ở trên chính cơ thể các anh chị luôn ha. Bây giờ chúng ta hãy nhắm mắt lại đi ạ. Các anh chị nhắm mắt lại đi ạ. Các anh chị nhắm mắt lại nha. Rồi tất cả chúng ta ở đây các anh chị đều nhắm mắt lại đi ạ. Ok, và bây giờ khi mà Diễm nói cái gì á thì các anh chị sẽ hình dung tưởng tượng theo những điều Diễm nói nha. Rồi các anh chị nhắm mắt lại ha. Rồi bây giờ thì các anh chị Diễm nói các anh chị rằng là các anh chị không có được nghĩ tới cái cây hoa hồng nha, cái cây hoa hồng màu đỏ đó, cái bông hoa hồng các anh chị không có được nghĩ tới nha. Các anh chị không có được nghĩ tới cái bông hoa hồng. Bông hoa hồng dù rất là đẹp nhưng mà mình không có được nghĩ tới. Rồi cảm ơn các anh chị thì mở mắt ra. Các anh chị có thể mở mắt ra. Rồi, có bao nhiêu trong số các anh chị ở đây khi mà Diễm nói rằng là không có được nghĩ tới bông hoa hồng thì ngay lập tức bông hoa hồng nó hiện ra trong mặt trong 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 tâm trí của mình, comment tôi ạ. À, chỉ cần nhắc nó là không được nghĩ tới bông hoa hồng cái ngay lập tức hoa hồng trước mặt liền. Đúng không ạ? Ủa kỳ vậy, cái gì vậy? Kỳ vậy, cái chị Diễm bảo cái chị là mình không có được nghĩ tới mà. Nghe chị. Đây là cái cách mà tâm trí của mình vận hành. Nên là thành ra cái việc mà các anh chị giao tiếp với chính mình mỗi ngày rất là quan trọng. Hằng ngày mình cứ bảo rằng là mình cứ sử dụng những cái ngôn từ mình không có tích cực. Cái chị nói rằng là, hoặc là có một số các anh chị hay nói như này nè, nên là tôi bệnh đó, hôm nay tôi tạm thời các anh chị nghe mấy từ không tích cực xíu để mà mình biết mình loại bỏ luôn. Các anh chị nói mình buồn đó, mấy từ đó đó các anh chị nha, mấy cái từ là cái từ cực kỳ không có tích cực khi mà các anh chị nói với lại cái cơ thể của mình á, thì gọi là cái tiềm thức của mình ở bên trong, cái tâm trí của các anh chị vũ trụ muốn rằng tưởng đâu là chủ nhân của tôi mong muốn cái điều này,
nên là thu hút nó tới. Nên là từ đây về sau nè, các anh chị chỉ sử dụng ngôn từ tích cực một chiều thôi. Các anh chị ghi lại điểm đi ạ. Chúng ta chỉ sử dụng ngôn từ tích cực một chiều thôi. Tiềm thức của mình không có hiểu từ không, nên là muốn cái gì là phải nói chính xác cái đó, nói chính xác cái từ đó. Nên là bây giờ không những chúng ta rèn luyện làm chủ tâm trí của mình, mà bây giờ mình cũng phải bắt đầu sửa đổi lại ngôn từ của mình luôn. Sửa đổi lại ngôn từ của mình luôn nghe chị. Nếu mà mình nhắm là nói nhanh quá thì mình sẽ nói những cái ngôn từ cũ, thì bây giờ sao ạ? Uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Uống lưỡi 7 lần trước khi nói, chuẩn bị mà nói ra câu nào, uống qua uống lại coi coi có trừ học tích cực nào ở đây không, đổi lại. Và khi mà các anh chị bắt đầu thay đổi từ cái ngôn từ của mình thì các anh chị thấy rằng cuộc đời của mình bắt đầu nó cũng sẽ thay đổi theo cái ngôn từ của mình. Vì ngôn từ của mình nó mang năng lượng đó. Khi mà các anh chị bảo rằng là các anh chị không vui một cái, buồn đó, là tự nhiên cái cơ thể các anh chị nó siêu xuống liền, mà không có năng lượng luôn chị. Mà năng lượng nó bằng với năng lượng. Nên là cái cách giao tiếp với chính mình mỗi ngày rất là quan trọng. Rồi, và có bao nhiêu số các anh chị đây, chúng ta ra quyết định ha. Là từ đây về sau mình chỉ sử dụng ngôn từ tích cực một chiều để mình giao tiếp với chính mình, với mọi người thì comment tôi ạ. Các anh chị mong muốn con của mình như thế nào thì mình phải nói đúng ngôn từ. Có một số các anh chị hay nói con của mình như này nè, là sao con chơi game nhiều thế, đừng có chơi game nữa. Thì các anh chị biết chuyện gì sẽ ra không ạ? Mà các anh chị còn ám thị cái câu đó từ sáng đến tối đó chứ. Đừng chơi game nữa con, chơi game hoài nha con. Và sao à, con của mình tối ngày từ sáng đến tối cứ nghe là chơi game, chơi game, chơi game. Tiềm thức có đáp ứng từ không các anh chị? Và hoặc là sao con lì thế, lì thế. Cứ tối ngày cứ ám thị người ta, sao bảo rằng là sao mẹ nói con nghe. Sao con của tôi nói nó nghe. Tôi nói nó mà còn làm là tới luôn. Không muốn đâu nghe chị, con chị cũng không muốn làm tới đâu. Tại vì tối ngày mình cái cách mà mình giao tiếp với lại con của mình á, hoặc là cái cách mình giao tiếp với những người xung quanh á, nó không có phù hợp. Nên là mình bị tác dụng ngược. Ha các anh chị ha. Các anh chị muốn con mình ngoan thì các anh chị phải nói rằng là trời ơi con mẹ ngoan quá ha. Đúng không ạ? Mình muốn con mình ngoan mình bảo là con lì thế. Sao được đó ạ? Hoặc là các anh chị muốn chồng các anh chị gọi là hỗ trợ mình, phụ mình trong việc nhà, mà tối ngày cứ nói sao anh cứ thế này thế kia thế, vừa ám thị đó các anh chị. Nên không, trời, chồng mình rất tuyệt vời, nó phải nói mình muốn. Chồng mình rất tuyệt vời đó, chồng mình hỗ trợ vợ, yêu thương vợ, chung thủy với vợ. Chồng mình có nhiêu tiền đưa vợ giữ hết chẳng hạn vậy đó. Nha các anh chị, đây là bí mật các anh chị. Đây là bí mật và nó sẽ giúp cho các anh chị đạt mọi điều các anh chị muốn. Mặc dù là cái sự kiện trước mắt các anh chị không hài lòng, các anh chị cảm thấy là vậy đó. Nhưng mà nếu như mà các anh chị càng nói thì cái việc đó nó càng mở rộng. Nên là thành ra là chúng ta sẽ không có nói những điều chúng ta không muốn, mà các anh chị hãy bắt đầu nói những điều mà các anh chị mong muốn. Tại vì những người xung quanh đó, của chúng ta, cái tiềm thức của họ các anh chị, khi mà mình nói chuyện với họ là mình cũng đang gieo những cái hạt giống của mình trong tiềm thức của họ các anh chị biết không? Tại vì khi mà các anh chị nói họ nghe họ có suy nghĩ không? Có. Khi anh chị nói họ nghe họ có cảm xúc không? Có luôn. Và sao khi mà các anh chị nói chuyện với họ là các anh chị đang gieo hạt giống của mình trong tiềm thức của họ mà. Và trong tiềm thức của mỗi người các anh chị nó đều có sẵn những cái loại hạt giống. Hạt giống trí tuệ, hạt giống yêu thương, biết ơn, thành công, giàu có. Nhưng mà nó cũng có sẵn những cái hạt giống không tích cực, hạt giống giận hờn, hạt giống ganh tị, đố kỵ, cái thứ có sẵn hết. Nhưng mà quan trọng là các anh chị nuôi dưỡng hạt giống nào thì hạt giống nó sẽ phát triển. Đây là quy luật của vũ trụ. Đúng không ạ? Mình muốn cái hạt giống nào phát triển thì các anh chị phải nuôi dưỡng hạt giống đó chứ. Chứ giờ mình nuôi dưỡng hạt giống bị ngược rồi mình đòi hạt giống kia phát triển sao được. Ra cái khu vườn đúng không ạ? Cái cây mình mong muốn thì mình lại không có nuôi dưỡng, mà mình lại nuôi dưỡng cây mình không muốn. Ha. Nên là thành ra là các anh chị hãy nhớ rằng là hãy luôn luôn tập trung vào điều mình muốn, nghĩ về những điều mình muốn, nói về những điều mình muốn phải đúng ngôn từ và hành động theo những gì mình muốn. Nếu mà mình muốn con mình ngoan, đừng nói rằng là con mình lì thế, hãy nói rằng trời con của mẹ rất là ngoan.